Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500.000 token có ký hiệu resort. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở Telegram bấm start. Sau khi bấm start xong nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh Chiller. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 26 tháng 8 các bạn. Còn mấy bữa nó phân phối rồi các bạn. 22 tháng 8 chứ. Đâu? Đúng rồi. 22 tháng 6. Tiếp tục cần follow vào đi Twitter bot nè. Cái này khá là ngon đó các bạn. Các bạn theo dõi nha các bạn. Còn bạn like nè, bạn chỉ chân như tôi quýt nha các bạn. Mình thì phải làm tìm những cái đồng cổ ghét mình bỏ đó các bạn. Sau này nó tăng giá các bạn bán các bạn. Rồi các bạn son chào hay góp. Rồi các bạn bấm vào mục submit tên nha các bạn. Tiếp tục bạn điền lên username Telegram của tất cả bạn đã follow dán. Còn anh phần đề backup lại các bạn. Vào các bạn vào sẽ tin copy của username mình @ 361 362. @ anh 361 362. Rồi mọi người cho bot nữa các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Trên tại Twitter bị bot các bạn nhớ tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lại username tại Twitter của mình. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Binbi Smart Chain trên như chocolate của mình. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Safiban hoặc là MetaMask của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhắn vô đây. Rồi cho bot. Tiếp tục thì các bạn việc lấy dép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 500k token shop. Các bạn cũng đừng quên like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình.